Xin chào tất cả các bạn đến với xe lưng TFV. Hôm nay em Phương xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm xe lưng điện đứng lái 1,5 tấn của Toyota. Với chiếc xe này thì nó đặc biệt hơn các xe khác là hệ thống xoay ngang của xe. Xe có thể đi ngang, phù hợp trong những lối đi nhỏ, hẹp, kho có diện tích nhỏ, thuận tiện lấy hàng hóa. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này, là hệ thống bánh trước là một lớp bánh đơm và một bánh kép, đúng không ạ? Đó. Đây nhé các bạn nhé. Với hệ thống bánh này này thì có thể chúng ta có thể xoay ngang được. Khi mà xoay ngang bánh ra thì chúng ta có thể đi theo chiều ngang và chúng ta sẽ không tốn những cái diện tích quay đầu. Làm cho xe rất dễ di chuyển trong các điều kiện kho chật hẹp. Đó. Là một cái ưu điểm rất là lớn khi mà chúng ta lưu thông hàng hóa trong kho. Sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như chi phí vận hành. Hệ thống khung của xe thì xe được sơ thế là khung 2 tầng lưng. Bác cao 3 mét, mọi thứ đều thiết kế rất là chắc chắn và từng đến mối hàn đều của nhà máy Toyota sản xuất. Về hệ thống bình thì được xe được trang bị là sử dụng bình 48V 280Ah và cân nặng là 465 cân. Bình có trang bị hệ thống bơm nước cất tự động. Đó thì chúng ta sẽ chỉ cần đổ nước cất vào đây thôi. Đó, không phải châm từng bình nữa, sẽ rất giảm chi phí, cũng như là tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Bình thì là nguyên bản 100% từ bên nhập về và còn rất là mới, cũng như là có thể đảm bảo cho các bạn là sử dụng trong điều kiện là khoảng 3 giờ, không phải làm xả. Rất là khỏe đúng không ạ? Vâng, thì đi thêm một chút vào đây thì cổng quan ngoại quan của xe thì xe đây được trang bị được sơn một lớp sơn màu cam đỏ. Màu sơn còn rất là mới. Vâng, với xe thì xe được trang bị thêm là bốn tay trăng với bốn chức năng điều khiển khác nhau. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, nâng lên hạ xuống này. Đưa ra đưa vào này và nghiêng ngả này. Đó, còn đây một chức năng chính đặc biệt nhất của xe này, đem lại sự ưu việt nhất cho xe này, đó chính là chức năng xoay ngang của xe. Đó. Đấy. Thì ở đây xin mời quý vị cùng xem qua, cũng như là để xem qua cái chức năng vận hành của xe như thế nào nhé. Vâng, xin mời quý vị cùng xem qua. Đó, có thấy các bạn có thấy rằng là khi mà vận hành chiếc xe này cảm giác nó sẽ là rất là tiện lợi cho mình khi mà trong cái lối đi kho nó nhỏ hẹp không ạ? Đó, rất là tiện lợi và cũng như là đem lại hiệu quả rất là cao cho công việc cho các bạn. Đó. Còn về phần khoang động cơ thì khoang máy thì đây là khoang máy của xe, còn rất là mới, mọi thứ đều rất là nguyên bản. Đó, đem lại sự chắc chắn, khỏe khoắn và độ bền cho xe. Đó. Đây các vị tham quan qua khoang máy. Khoang máy cũng được bọc PU dâm rất là dày dặn. Đó. Và đây. Về quay qua tổng quan chiếc xe một lần nữa thì đây đích thị là một em siêu phẩm đứng lái của Toyota. Đúng không ạ? Với sức lưng 1,5 tấn thuận tiện trong khá là nhiều mọi loại hàng hóa, cũng như là lối đi trong các điều kiện lối đi nhỏ hẹp.
Một lần nữa, xin quý khách quan tâm dòng sản phẩm xe lưng đường lái 1,5 tấn thương hiệu Toyota, hỗ trợ xoay ngang, có thể liên hệ em Phương với số điện thoại 0975926504 tại xe lưng TV tòa V1 trung tâm thương mại Mê Linh Plaza. Rất mong được phục vụ quý khách. Xin cảm ơn.